Presenting the DJI Osmo. DJI được biết đến nhiều nhất với Flycam, nhưng hiện giờ lại càng gây chú ý với các hệ thống thiết bị xử lý hình ảnh chụp và quay phim. Ví dụ cụ thể là DJI Osmo, gimbal mới nhất của DJI dành cho camera của DJI Inspire 1 gồm X3, X5 và X5 RAW. Việc gắn camera vào hệ thống cân bằng gimbal cầm tay rất dễ dàng, có 3 chiều cân bằng ổn định, sử dụng app DJI Go trên các thiết bị iOS để xem trực tiếp và điều chỉnh các thông số của camera. Ngoài việc quay 4K, slow motion, camera vẫn chụp ảnh 12 megapixel, time-lapse và chụp panorama tự động với chất lượng ảnh cao. Ngay trên thân gimbal có nút điều khiển hướng. Do camera không có mic nên DJI đã bổ sung mic trên thân gimbal. Bạn cũng có thể dùng mic có sẵn đầu jack 3.5mm của mình để thu tiếng trực tiếp. Gimbal có thể sử dụng liên tục 60 phút để quay phim. Bạn có thể đặt hàng sản phẩm tuyệt diệu của DJI ngay bây giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review sắp tới. DJI Osmo.